Chào các bạn, chào tất cả mọi người. Tôi kính tự khóa đây. Trên tay tôi đây là một chiếc khóa tay nắm tròn. Loại khóa tay nắm tròn này thì cách đây tầm 5 đến 7 năm về trước thì được dùng rất là phổ biến và nhiều ở cửa gỗ và cửa nhôm. Hiện tại thì người ta đã thay sang dùng cửa gạt rất là nhiều, nhưng mà bây giờ những loại như thế này thì vẫn được dùng vì giá thành nó rẻ mà cũng khá là chắc chắn. Thì ở một vùng nào đấy kinh tế còn khó khăn hơn thì người ta vẫn dùng nhiều, chứ còn ở thành phố lớn thì người ta sẽ thay bằng những loại tay gạt đắt tiền hơn. Đây là một trong số những loại mà tôi đã đi thay và chủ nhà đã tặng cho tôi. Đây là một trong số rất nhiều. Ngay sau đây thì tôi sẽ cho anh em xem qua một vài mẫu. Siêu trộm. Chào các bạn, tôi đã trở lại tới đây. Hiện tại thì trên bàn tôi có một vài mẫu khóa mà tôi đã đi thay và được chủ nhà tặng. Đây. Như các bạn có thể thấy thì ở trên bàn đây có khá nhiều loại, những loại từ thời rất là lâu rồi cho đến những loại đời mới hơn một chút. Đây. Những loại hoa văn của Việt Nam, đây là của Việt Tiệp này, hàng chính hãng này. Còn có những loại là của Ý này, của Nhật này, đây, của Thái Lan. Trên đây thì có khá nhiều loại mà tôi đã đi làm và được chủ nhà tặng. Thì ở đây cũng chỉ có vài chục cái thôi, chứ còn nhiều nữa thì tôi lại không mang ra đây được hết. Có những cái đã quá hỏng, quá dỉ nên là tôi đã bán đồng nát bớt rồi. Ở đây thì còn có những loại khóa mà vẫn có thể tận dụng được. Có những người mà người ta kinh tế khó khăn, người ta không thể lắp được những khóa mới thì mình có thể lắp cho người ta những loại rẻ hơn một chút để giúp đỡ họ tiết kiệm được cái chi phí. Khóa tay nắm tròn này nếu như mà các bạn sử dụng thì thường thường là nó hay bị kẹt nút ở trong, và khi ra ngoài quên chìa khóa ở trong thì nó sẽ bị vặn cái chốt ở trong như thế này. Khi mà các bạn đóng vào tường nó sẽ bị chốt vào như thế này và ở ngoài không thể vặn được nữa. Thế thì làm như thế nào? Có rất là nhiều cách. Ví dụ như là các bạn có thể chèn được một cái gì đấy vào cửa để rút được nó ra, cái chốt nó sẽ tự bung vào. Nhưng mà có nhiều cái cửa nó rất là chắc chắn và sẽ khó khăn hơn để làm, thì sẽ gọi thợ đến. Thì người thợ đến thì sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ thử cho anh em xem một vài bước như thế này. Bây giờ tôi sẽ thử với một vài ổ nào đấy. Cái ổ đây thì nó... Đây, nếu các bạn thích thì tôi có thể mở luôn ổ này cho anh em xem. Đây là một con khóa sử dụng loại chìa vi tính như thế này. Cái chìa vi tính là chìa bẹt và có nhiều lỗ ở giữa. Đây, bây giờ nó đang ở vị trí khóa này, chốt đang được bấm này. Bây giờ tôi sẽ mở nó luôn ngay tại đây cho anh em xem. Rất là xin lỗi anh em vì tôi chưa kịp mở thì nó đã bung ra rồi. Thôi thì chúng ta sẽ mở ổ khác. Khi đi làm mà như này thì tôi nghĩ là kiếm được nhanh tiền lắm. Chưa kịp mở đã bung ra. Tôi sẽ sử dụng ổ khóa này. Đây là một ổ khóa tay nắm tròn mới. Nó sử dụng loại chìa vi tính. Đây, chìa vi tính là cái chìa nó có nhiều lỗ như thế này. Gian pan. Đây, hàng của Nhật rất dày. Nhìn cái chìa đã thấy dày dặn rồi. Bằng đồng. Rồi. Đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Cái thân này. Đây. Hãng Nikkei. Gian pan. Đây, tem mác Hà Nội, chống hàng giả, hàng nhái. Đây, ấn nút này để khóa nó lại. Ở ngoài không thể vặn được. Dùng chìa, cắm chìa vào. Xoay, mở. Rồi, ok. Khi mà xoay được thì cái núm này nó sẽ vặn được này. Là chúng ta có thể mở được cửa vào phòng này. Đấy, chỉ cần nghiêng như này thôi là có thể mở được cửa vào phòng. Bây giờ tôi sẽ khóa nó lại. Rồi, khóa nó lại, không thể vặn được nữa. À, khi mua thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái như này. Đây là cái chốt cò như này. Cái cò này thì các bạn sẽ lắp nó vào đây như này. Ví dụ như này. Đấy, thì các bạn có thể xoay núm để gạt gạt nó như này. Đây là tưởng tượng nó như này nhé các bạn. Gạt như này. Rồi, ok. Bây giờ khóa vào này. Bây giờ khóa vào này. Khóa vào này. Khóa vào thì không vặn được nữa đúng không? Lắp chìa vào này. Lắp chìa vào này. Rồi, xoay này. Đấy. Đấy, nó có thể thụt được cái chốt vào.
Và bây giờ tôi sẽ tưởng tượng ví dụ như thế cho anh em nhé. Bây giờ tôi bấm cái chốt này, khóa nó lại này, không vặn được nữa này, để chìa khóa vào đây này. Bây giờ tôi sẽ mở ổ khóa này này bằng cái đồ nghề này này và cái kẹp tóc này này. Rồi ok, tôi sẽ bắt đầu ngay. Nếu như nó ở trên cửa phòng thì nó sẽ dễ làm hơn, cầm trên tay như này thì nó hơi vướng chút. Đây này, các bạn để ý này, bây giờ nó đang khóa này, đang khóa này, không vặn được này. Đây, các bạn nhìn này. Rồi, nó đã xoay được cái chốt kia, thụt lại. Đấy, vậy là chúng ta đã mở được cái khóa này. Đấy, làm cho cái chốt thụt lại. Và cái cò này đã bung ra, đúng không ạ? Rồi, ok. Đấy, đấy là một cách mở ổ khóa này rất là đơn giản. Chúng ta đã vừa mở xong ổ khóa này, ấn nút này để khóa này. Ở ngoài này thì nó sẽ không vặn được này, khi cắm chìa khóa vào mở ra này. Ở trong phòng thì vặn cái nút này là được này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái ổ khóa này tung ra để lắp vào trong cửa nhé. Rất là đơn giản. Ở trong này thì khi mua các bạn sẽ được tặng một cái bộ dụng cụ như này. Đây, các bạn lấy cái que nó có cái nhọn nhọn này này. Đây, các bạn tháo ra nhé. Đây, đầu tiên là các bạn lấy cái que nhọn này. Lấy được cái cây như thế này, cắm vào cái lỗ này. Ở đây nó có một cái lỗ này, các bạn nhìn cái lỗ này không? Cắm nó vào đây. Ấn nó xuống. Cái đầu này nó sẽ tự tụt ra như thế này. Rồi, các bạn tháo được cái đầu ra. Vặn cái này ngược kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ, rút hết ra, tháo cái này ra. Rồi, bắt đầu chúng ta thay vào cửa, lắp nó vào như thế này. Nhớ cái phần này nó phải ở cái gài cửa nhé. Các bạn sẽ phải tháo con vít này trước. Trong hay ngoài thì các bạn phải nhìn. Nếu mà cái cửa đóng từ ngoài vào thì cái này nó phải xoay vào trong. Còn nếu mà từ trong ra thì các bạn phải xoay ngược như này, để cho nó vuốt vào trong cửa và nó trượt vào như này. Còn nếu mà nó bị ngược như thế này thì nó sẽ không đóng được cửa đâu nha các bạn. Đây, rồi khi các bạn đóng vào như này, lắp vào đây như này, đúng không ạ? Các bạn phải tưởng tượng đây là cửa này, các bạn lắp nó vào đây này, đút cái này qua đây. Rồi ok, đã chắc đúng không? Đã chắc, chúng ta lắp lại. Các bạn kiếm cái tấm này, đút nó vào đây. Đây, ở trong cái hộp này có hai con ốc to. Các bạn lấy hai con ốc này lắp vào đây. Rồi ok, lắp vào đây nhá. Rồi. Khi lắp xong chắc chắn rồi, các bạn lắp ngược lại cái này vào. Rồi ok. Lắp xong chưa? Rồi, đã chắc đúng không? Đã chắc như thế này nhá. Rồi đã chắc. Các bạn cầm cái cục này lại, đúng không? Cái núm này. Các bạn tìm. Ở đây nó có một cái dây này, ở đây nó có một cái rãnh xuống này. Ở trong này nó sẽ có một cái đoạn nào đấy có gờ đây, cái đầu bên kia đối diện kìa. Đối diện. Bây giờ các bạn xoay cái đối diện lại đây. Đây nó sẽ có một cái lõm này. Các bạn để vào đúng cái lõm này. Nhìn này, nhìn tôi này. Để vào đúng cái lõm này và đúng cái lõm này. Đây cái đường này. Các bạn nhìn xem cái này nó đã chỉnh chuẩn chưa? Chỉnh cho nó chuẩn. Đóng nó sang. Rồi, ok. Rồi. Chắc chắn bây giờ nhá, thử nhé. Ấn nút này, khóa này. Khóa này, bây giờ nó đang khóa đúng không? Khóa thì cái này sẽ không vặn được này. Ví dụ như các bạn cách mở mẹo nhé, các bạn chỉ cần làm nhào đấy để gạt được cái nút này, thế là có thể mở được cửa, các bạn hiểu không? Đấy, chỉ vậy thôi. Còn đơn giản hơn thì các bạn cầm chìa khóa, các bạn cắm vào cái lỗ này. Đấy, cắm vào cái lỗ này thì là các bạn có thể mở được cửa, vậy thôi. Đây này, cắm vào chìa khóa vào đây. Còn không thì các bạn gọi thợ đến, thợ sẽ làm cách nào đấy để mở cửa cho các bạn, để làm cho nó bung được cái chốt này ra. Vậy là ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn cho anh em một vài cách mở, một vài mẹo để các bạn có thể tự mở được khi mà trục trặc ở nhà và trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Còn như bình thường các bạn có thể gọi người thợ đến để người ta có thể giúp đỡ bạn, và nó cũng không đáng bao nhiêu cả, mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ổ khóa cả. Nếu các bạn muốn tôi làm về một ổ khóa nào khác, hãy bình luận ở bên dưới, tôi sẽ cố gắng làm để chia sẻ cho các bạn. Kỳ anh thợ khóa vừa bán vừa phá. Cảm ơn các bạn.